KFC không calo, thêm chanh, thêm đá. Ráp Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nồng. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để em lựa rau nhá. Đây xe nào là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi nãy anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhớ máu hơn anh. Nó xe nào là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây. Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap. Anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt. Anh cho xem một số dưa lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai. Ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi, cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích kỷ nhích đã thích kỷ say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sách về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả vì nhớ mình trong tâm phòng vì những tiêu cực và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có. Còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi. Ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên. Rap hay hài giỏi mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên. Họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện. Chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi. Mình là mình thích mình vui là được. Vui, vui anh em mình vui. Vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Oh Alaska, bao ngư vị cá, gà đông tảo hay sơn nào hải vị, thế ăn gì em chọn đi. Bao nồng bánh bao đi, cờ tướng cờ vua cờ vây cờ gì, pick a bony làm gì? Bao giờ với như cũng đưa mình vui là được. Realistic và Gina. Ok hôm nay em đi chợ nhá nồng. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để em lựa rau nhá. Đây xe nào là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi nãy anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhớ máu hơn anh. Nó xe nào là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây. Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap. Anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt. Anh cho xem một số dưa lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai. Ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi, cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình.
nhầm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích kỷ nhích là thích kỷ, say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Chi sách về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thay vì nhớ mày trong tâm phòng về những tiêu cực và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giỏ mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui. Vui là được. Và Gin Up. Ok hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Để em lựa rau nhá. Đây xe rau là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi nãy anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy. Cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó xe rau là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phét. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích kỷ nhích là thích kỷ, say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Chi sách về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thay vì nhớ mày trong tâm phòng về những tiêu cực và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giỏ mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui. Vui là được. Đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Ôm Alaska bao ngư vị cá, cá đông tảo hết sơn nào hải vị. Thế ăn gì em chọn đi. Bao nồng bánh bao đi. Cờ tướng cờ vua cờ vây cờ gì. Pick a bony làm bao với như cũng mình vui là được.
Music và Gina. Ok, hôm nay mình đi chợ nhá Nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. Đây xe đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy. Cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó xe đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây. Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap. Anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt. Anh cho xem một số dư họ lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai. Tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được vui. Vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích thì nhích, đã thích thì say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói về mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả về nhau mình trong thân phận về những tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có. Còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi. Âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giòn mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên. Họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện. Chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi. Mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa đến mọi nơi. Vui lan tỏa đến mọi người. Vui vui anh em mình. Và Gina. Ok hôm nay mình đi chợ nhá Nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. Đây xe đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy. Cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó xe đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây. Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap. Anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt. Anh cho xem một số dư họ lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai. Tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa đến mọi nơi. Vui lan tỏa đến mọi người. Vui vui anh em mình. Hải vị thế ăn gì em chọn đi. Bao đồng bánh bao đi.
cơ bông đi làm bao với như mình vui là được. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích kỷ nhất là thích kỷ say yes, không thích anh say. Không có ích với anh say, không tích cực với anh say. Về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhớ mày trong tháng phòng về dưới tới cùng và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, gấp hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là vui. Vui, anh em mình vui, vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình và Gin Up. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để ông lựa rau nhá. Đây sẽ đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó sẽ đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông anh này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin, dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm, nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, thay vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét, cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa mọi nơi. Vui, lan tỏa mọi người. Vui, vui, anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích kỷ nhất là thích kỷ say yes, không thích anh say. Không có ích với anh say, không tích cực với anh say. Sạch về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thay vì nhớ mày trong tháng phòng về dưới tới cùng và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, gấp hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình. Mình vui là được.
Stick và Gina. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Cứ để em lựa rau nhá. Đây sẽ đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó sẽ đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn, thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn đã theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích kỷ nhích là thích kỷ, say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sách về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhau mình trong tâm phòng về dưới tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng mưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơn mưa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây em toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tia nọ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Stick và Gina. Ok hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Cứ để em lựa rau nhá. Đây sẽ đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó sẽ đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn, thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn đã theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nào hải vị thế ăn gì em chọn đi. Bao đồng bánh bao đi.
làm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích là thích thì say yes, không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to, để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhóm mình trong phòng về dưới tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, rap hay hài giỏi mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là vui. Vui, anh em mình vui, vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa mọi nơi. Vui, lan tỏa mọi người. Vui, vui, anh em mình. Realistic và Gina. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Để em lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy. Cho anh hỏi rapper nào có nhiều máu hơn anh. Not say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn, thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói anh thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui anh này chẳng quét. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi, cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa mọi nơi. Vui, lan tỏa mọi người. Vui, vui, anh em mình. Nhắm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích là thích thì say yes, không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to, để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhóm mình trong phòng về dưới tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, rap hay hài giỏi mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa mọi nơi. Vui, lan tỏa mọi người. Vui, vui, anh em mình. Bao với nhu cung, mình vui là được.
Realistic và Gina. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Họ rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nothing how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ôi này chẳng phết. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn vì thế ta đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mi miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh check bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E, không F. A, B, C, D, E, không F. Thích kỷ nhích là thích kỷ. Say yes, không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả vì nhớ mày trong các phòng vì như tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có. Còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cùng mưa nữa. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài dòm mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Bơm Alaska bao ngư vị cá. Cá đông tảo hết sơ nào hải vị. Thế ăn gì em chọn đi. Bao nồng bánh bao đi. Cờ tướng cờ vua cờ vây cờ gì. Pick a bone đi đâu làm gì? Bao giờ với như cũng đưa mình vui là được. Realistic và Gina. Ok hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Họ rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nothing how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ôi này chẳng phết. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn vì thế ta đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mi miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh check bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui
nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích đã thích thì say yes, không thích anh say. No. Không có ích với anh say, no. Không tích cực với anh say. No. Sạch về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thà vì nhớ mày trong căn phòng vì như tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mày cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài dòm mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi vui, lan tỏa mọi người vui. Vui anh em mình. Realistic và Gina. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để em lựa rau nhá. They say how là nhảy. Nhảy làm sao anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều máu hơn anh. Now say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học đi theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông này chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, ta vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi, cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi vui, lan tỏa mọi người vui. Vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích đã thích thì say yes, không thích anh say. No. Không có ích với anh say, no. Không tích cực với anh say. No. Sạch về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thà vì nhớ mày trong căn phòng vì như tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mày cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài dòm mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi vui, lan tỏa mọi người vui. Vui anh em mình. Bao với như cũng mình vui là được.
Realistic và Gin Up. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Not say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông anh chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt anh cho xem một số dư họ lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn vì thế ta đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E, không ép. A, B, C, D, E, không ép. Thích thì nhích, đã thích thì say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả vì nhớ mày trong tháng phòng về những tiêu cực và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có. Còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi. Âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giỏ mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Ôm Alaska bao ngư vị cá. Cá đông tảo hay sơn nào hải vị. Thế ăn gì em chọn đi. Bao nồng bánh bao đi. Cờ tướng cờ vua cờ vây cờ gì. Pick a bony đâu làm gì? Bao giờ với như cũng được. Mình vui là được. Realistic và Gin Up. Ok hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh mua cá nhá. Để em lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Not say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học đi theo rap anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông anh chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt anh cho xem một số dư họ lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi cơ bản và giả đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn vì thế ta đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui. Vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình.
chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A, B, C, D, E không ép, A, B, C, D, E không ép. Thích thì nhích, đã thích thì say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to, để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhớ mày trong thân phận vì những tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, rap hay hài giỏi mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là được. Vui, vui, anh em mình vui, vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình. Realistic và Gin Up. Ok, hôm nay em đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để ông lựa rau nhá. Đây sẽ đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Hỏi rapper nào có nhớ bảo hơn anh. Nó sẽ đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây, nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông anh chẳng phết. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin, dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm, nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét, cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A, B, C, D, E không ép, A, B, C, D, E không ép. Thích thì nhích, đã thích thì say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to, để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thả vì nhớ mày trong thân phận vì những tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đồ đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi âu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên, rap hay hài giỏi mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích, mình vui là được. Vui, vui, anh em mình vui. Vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa đến mọi nơi. Vui, lan tỏa đến mọi người. Vui, vui, anh em mình. Làm bao với như cũng mình vui là được.
Wellestick và Ginup. Ok, hôm nay anh đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để ông lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Họ rapper nào có nhiều màu hơn anh. Now say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ôi anh chẳng quét. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dưa lại kêu là anh phét. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, thay vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích kỷ nhích đã thích kỷ, say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả về nhớ mình trong thân phận, về giữ tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Wellestick và Ginup. Ok, hôm nay anh đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để ông lựa rau nhá. They said how là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu vậy cho anh. Họ rapper nào có nhiều màu hơn anh. Now say how là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ôi anh chẳng quét. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dưa lại kêu là anh phét. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, thay vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đây chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nào hải vị thế ăn gì em chọn đi bao đồng bánh bao đi
chẳng chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích là thích thì say yes, không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Chi sạch về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thay vì nhau mình trong thân phận vì giữ tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên ở đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa đến mọi nơi, vui lan tỏa đến mọi người. Vui vui anh em mình. Realistic và Gina. Ok, hôm nay mình đi chợ nhá nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Cứ để ông lựa rau nhá. Đây sẽ đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi nãy anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó sẽ đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui anh chẳng quen. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phét. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, tao vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mi miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn đã theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Bọn anh A B C D E không ép, A B C D E không ép. Thích thì nhích là thích thì say yes, không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Chi sạch về một túi tiền to to để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho, thay vì nhau mình trong thân phận vì giữ tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên, bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ưa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên ở đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được vui. Vui vui thôi đừng vui quá là được vui. Lan tỏa đến mọi nơi, vui lan tỏa đến mọi người. Vui vui anh em mình.
Realistic và Gina. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.